Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ sử dụng thằng Redux để có thể gọi là làm một tính năng tương tự như việc mà các bạn tăng số lượng của giỏ hàng lên đấy. Cụ thể ở đây thì mình sẽ demo cho bạn thấy rằng là sản phẩm, cái mục tiêu cũng như rằng là cái ý nghĩa của cái tính năng chúng ta sẽ làm nha. Ví dụ như rằng là các bạn trong một cái ứng dụng thực tế nó sẽ như thế này các bạn này. Cá nhân mình thì ngày xưa thì khi mình học với thằng PHP và mình học với thằng Java đấy các bạn, những cái ngôn ngữ backend ấy, thì việc mà chúng ta làm cái điều ví dụ như rằng là các bạn nhấn thêm vào giỏ hàng ở đây mà nó cập nhật được cái giỏ hàng ở trên cùng đấy các bạn này, nó cập nhật được cái giỏ hàng ở trên header này là không thể làm được các bạn ạ. Bắt buộc chúng ta phải dùng thằng JavaScript. Ở đây thì ví dụ mình cố tình chọn cái hình như thế này để chúng ta có động lực để chúng ta học thôi các bạn. Ví dụ đây các bạn nhìn cho mình cái giỏ hàng của chúng ta đang trống trơn đúng không? Ở đây thì nó hơi đấy nhỉ. Mình sẽ cần phải ví dụ mình nhấn vào cái nút thêm vào giỏ hàng nha các bạn nhìn nhá, nhấn một cái thêm nha. Nó bắt mình rằng là sẽ cần phải chọn màu, chọn size. Khi chọn màu, chọn size thì em ấy đâu rồi? Đây. Ví dụ như rằng là chọn size như thế này. Đấy. Rồi, mình sẽ nhấn thêm vào giỏ hàng nhé. Nó đang trống không này. Mình sẽ nhấn thêm vào giỏ hàng một cái các bạn này. Đấy. Các bạn có thể thấy rằng là ngay lập tức cái số 1 ở đây nó hiện lên. Đây chính là một cái điều mà các bạn tưởng dễ đúng không? Chúng ta nhìn nó tính năng thì rất là dễ thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn không dùng Redux thì bên trong thằng React các bạn sẽ làm như thế nào? Bởi vì rằng là cái phần ở trên cùng này chính là cái thanh header. Cũng như rằng là ở đây thì mình sẽ nốt lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Ở đây thì sorry các bạn, mình sẽ cần phải nhấn lại cái này. Đây mình sẽ cancel này đi. Tức rằng là ở cái thanh ở trên cùng của chúng ta chính là thanh header. Và cái thanh ở dưới này này, ví dụ như cái phần phần cái khung này các bạn này, đây chính là một cái phần body, chúng ta sẽ làm một cái component riêng. Thành ra rằng là khi mà các bạn nhấn cái nút này ấy, thì làm sao để nó có thể biết được rằng là chúng ta có những cái gì đúng không các bạn? Chúng ta đâu có chia sẻ data giữa các component đâu. Nếu mà các bạn muốn thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải lift up state lên, các bạn sẽ cần phải đẩy state vào bên trong một cái component cha và nó sẽ thằng cha nó sẽ truyền xuống cho từng thằng con một. Thì như vậy thì các bạn sẽ cần phải code thêm khá chỉ là nhiều. Thì thằng Redux đấy các bạn nó sinh ra để giải quyết triệt để cái tình trạng này. Đây chính rằng là các bạn cần dữ liệu, các bạn muốn biết rằng là chúng ta có bao nhiêu cái số lượng đơn hàng. Các bạn rất chỉ đơn giản thôi, các bạn sẽ gọi đến thằng Redux và các bạn lấy ra, chúng ta đâu cần phải set up thằng con quan hệ gì với nhau đâu. Những thằng con nó đứng độc lập với nhau thôi. Ở đây thì sẽ quay lại với ứng dụng của chúng ta nha các bạn. Mình muốn rằng là mỗi một lần các bạn gọi là các bạn thêm thêm người dùng hay là các bạn xóa người dùng ấy thì ở trên cái thanh header này của chúng ta sẽ đếm được cái số người dùng hiện tại. Các bạn thấy rằng là chức năng nó na ná đúng không? Khi các bạn thêm mới một cái người dùng ở đây, đây chính rằng là các bạn đang có một cái component, đấy chính rằng là form add new user đúng không? Cái component table dưới này cũng là một cái component riêng và cái header này cũng là một component riêng. Trước tiên thì mình sẽ đi sửa cái thanh header này nha. Rồi, right. Các bạn sẽ quay lại code nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là ngay từ đầu mình đã cố tình tạo thành các component riêng biệt và những component này nó không quan hệ gì với nhau đúng không các bạn? Rồi. Right. Thì ở đây các bạn sẽ mở cho mình cái file header ra, chúng ta sẽ sửa một chút nha. Đối với cái thằng của nợ này thì chúng ta đang nhìn cái layout xem nào. Mình sẽ bỏ đi chữ home, chữ link nha các bạn. Chữ home, chữ link thì như thế này. Mình sẽ cần phải quay lại đây, mình sẽ bỏ hai cái cục của nợ này đi. À, nếu như rằng là mình thử xóa đi xem nào, nó có tự động tách ra không ta? Mình sẽ quay lại xem nào. Nó cũng cách ra một xíu thôi. Thì nếu mà mình xóa tiếp thì như thế nào? Đấy, mình xóa tiếp đi, mình xóa hẳn luôn. Thì nó lùi lại một xíu. Thì đối với thằng này, các bạn sẽ cho mình một cái class nha. Cái thằng này này. Cái thằng dropdown như thế này. Các bạn sẽ cho mình một cái class name. Chúng ta sẽ đặt cho nó một cái class name. Và các bạn sẽ cho mình đấy chính là margin left nha các bạn. Margin left, trái mà, left. Các bạn sẽ cho mình là 5 nha. Đơn vị đây là cái 5 của nó đấy. Nó không cách ra. Chúng ta ở đây thì có vẻ như rằng là cái class mình thêm vào cái ML đây các bạn nó không ăn. Thì ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái gọi là mình sẽ cho nó một cái style các bạn. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái style inline, chúng ta sẽ cho mình một cái thuộc tính inline. Các bạn sẽ gõ cho mình đấy chính là margin left, các bạn sẽ cho mình là 50 pixel nha, mình muốn nó cách ra bên bên tay trái một chút. Thì không biết rằng là mình dùng cái style inline này đối với thằng nó có ăn rồi nha các bạn. Rồi. Như vậy thì nhìn cho nó đẹp nha. Đấy, các bạn cứ để như thế này thôi. Ở đây thì mình sẽ muốn rằng là mình muốn gọi là chúng ta sẽ làm hai điều nha các bạn. Đây chính rằng là thứ nhất rằng là mình sẽ hiện cái tương tự như bên này các bạn này, chúng ta sẽ hiện cái số lượng người dùng nha. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ quay lại cái đúng sheet này của chúng ta. Để làm điều đấy, trước tiên thì các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đang có một cái thanh drop down như thế này, cái chữ để mình xem nào, chúng ta đang có cái một cái chữ đây chính a, đây chính là cái title này nha các bạn, cái chữ mà các bạn thấy ấy, chính là cái title này này, mình sẽ enter xuống dòng đi. Ví dụ ở đây thì mình sẽ ghi là 6 như thế này nha các bạn, ví dụ chúng ta có 6 người, có 69 người sử dụng đi.
Rồi, có 69 người dùng. Thì khi mà các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có 69 như thế này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ thêm cho nó một cái nữa, một cái chữ, đây chính là user. Đấy, mình sẽ thêm cho nó một cái chữ số, một cái text như thế này. Đấy. Bây giờ mình muốn rằng là cái số người dùng này của chúng ta, các bạn này, cái số 69 này nó sẽ được lấy động nha. Tức rằng là nó sẽ cần phải hiện là số 7. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta đang có 7 người dùng, thành ra rằng là cái số này phải là số 7, có phải không các bạn? Thì để làm điều đấy, trước tiên các bạn sẽ cần phải nghĩ này. Ở đây thì thằng Redux nó đang lưu cái cục data này cho chúng ta. Nếu như rằng là các bạn inspect đây, các bạn inspect đây và các bạn dùng dùng cái thằng Redux DevTools ấy, các bạn sẽ thấy được rằng là thằng Redux nó đang quản lý cho chúng ta cái thằng user. Nó có một cái state đây chính là user đúng không các bạn? Đây, mình sẽ phóng nhỏ lại các bạn sẽ dễ nhìn hơn đây. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đang có một cái user reducer và bên trong thằng user này nó đang lưu một cái biến của chúng ta đây chính là list user. Nó chính xác là có 7 thằng ở đây từ 0 đến 6 chính là 7 thằng đúng không các bạn? Thành ra rằng là để cập nhật được cái số 69 này thành số 7 ấy, công việc của chúng ta cực kỳ đơn giản thôi. Đấy chính rằng là các bạn sẽ lấy cái list user ra, sau đấy các bạn chấm len, các bạn lấy cái chiều dài của cái mã. Như vậy là xong rồi đúng không? Rồi, thì để hiện thực hóa cái vấn đề của chúng ta, trước tiên thì các bạn sẽ dùng cho mình cái hook nha. Đấy chính rằng là chúng ta sẽ đặt một cái, đấy chính rằng là list user. List user của chúng ta chính bằng cái gì? Chính bằng cái hook gọi là use selector. Chúng ta sẽ cần phải gọi để ở đây tại sao mà thằng IDE của mình nó không gợi ý nhỉ? Đó. Thằng IDE của mình không biết tại sao mà nó bị lỗi như thế này. Thì mình sẽ quay lại cái file table user và mình copy paste cho nó nhanh nha các bạn đây này. Chúng ta sẽ copy paste y nguyên luôn thôi. Mình sẽ paste vào sang bên này. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ cần phải import cái hook gọi là use selector của thằng React Redux nha. Đấy. Như vậy là xong. Thì đối với cái số 69 này, trước tiên thì các bạn sẽ cho mình một dấu, đây chính là dấu backtick nha các bạn sẽ chuyển qua cho mình thành dấu backtick. Trước khi mà các bạn chuyển qua thành dấu backtick ấy, thì các bạn sẽ bọc cho mình bằng cái dấu React nha. Chúng ta sẽ bọc cái ngoặc ấy. Việc mà các bạn bọc cái dấu ngoặc ở ngoài ấy, thì nó sẽ hiểu rằng là các bạn đang muốn viết JavaScript bên trong thằng JSX. Rồi, sau đấy thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ cho mình cái, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ dùng dấu đô la nha để cho nối chuỗi này. Chúng ta dùng dấu đô la tiếp. Đấy, và các bạn sẽ cho mình một cái, ở đây mình sẽ xóa dấu ngoặc đi. Chúng ta sẽ chấm len như các bạn list user.len, len th. Đấy, xong. Bây giờ thì các bạn quay trở lại giao diện của chúng ta thì ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có 7 user đúng không? Bây giờ thì nếu mà các bạn muốn làm giống hệt như bên cái thằng Shopee ấy, ở đây thì chẳng hiểu sao mà thằng Shopee của mình nó tự động đây. Rồi. Thì mình sẽ cần phải login lại đây. Các bạn có thể thấy rằng là khi mà các bạn click vào đây hoặc rằng là các bạn hover và chuột vào, các bạn sẽ thấy được rằng là cái sản phẩm mà các bạn vừa add vào cái giỏ hàng ấy. Tương tự thì do chúng ta đang làm về list người dùng ấy, mình muốn rằng là khi các bạn click vào đây một phát thì nó sẽ hiện lên được tên của tất cả những người dùng trong hệ thống của chúng ta. Như vậy thì nó khá chỉ là khu và ngầu luôn các bạn. Bản chất của vấn đề rằng là nó làm giống hệt nhau thôi mà. Ở đây thì các bạn hiện hiện lên cái gì? Các bạn sẽ hiện lên tên của sản phẩm này cũng như là giá tiền thôi. Cũng như rằng là có một cái nút để các bạn có thể xem chi tiết được cái đơn hàng này. Thì giống như rằng là việc các bạn hiện lên được cái tên của người dùng này, email của người dùng và có một cái nút để các bạn xem chi tiết được tất cả người dùng này. Thì như vậy rằng là tính năng của nó là giống hệt nhau nha. Rồi, thì đối với cái đống sheet này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây thì cái đống này các bạn này, cái đống đống sheet này của chúng ta thì mình sẽ xóa cái hai cái cuối này đi, mình sẽ xóa hai đống sheet này đi. Và ở đây các bạn sẽ dùng cho mình một cái điều kiện của thằng React và chúng ta sẽ dùng một cái vòng map nha các bạn đây. Chúng ta sẽ trích tiếp cái đống list user đây thôi. List user này và list user.len len th này, len lớn hơn 0 và chúng ta sẽ lập nha các bạn đây, mình sẽ enter xuống dòng đi. Bên trong cái này chúng ta sẽ map nha các bạn, chúng ta sẽ map thôi. Map cái gì? Chúng ta sẽ map từng thằng id một. Đấy. Và chúng ta sẽ return nha các bạn. Chúng ta sẽ return cái gì? Các bạn sẽ return lại cái đống này. Các bạn có thể return lại một cái table cũng được thì nhìn nó đẹp hơn. Tuy nhiên rằng là mình đang tận dụng cái drop down thì mình sẽ không cần phải CSS nha các bạn. Thì bên trong cái này thì mình sẽ bỏ cái này thành dấu thăng nha các bạn đây. Dấu thăng thì chúng ta sẽ cần lấy ra một cái gì? Đấy chính rằng là mình sẽ lấy ra item.email nha. Đây. Mình sẽ lấy ra email của người dùng đi. Đấy. Thì ở đây thì bên trong cái này các bạn sẽ cho mình một cái key nữa nha để cho thằng React nó không warning này. Mình sẽ cho nó một cái key để chính bằng bằng cái gì? Mình user mình sẽ chuyển thành dấu backtick nha. Dấu backtick này. User gạch ngang đi. Đô la. Mình sẽ gạch ngang cái biến index của chúng ta và cái biến index này thì mình sẽ lấy ở trên này nha các bạn. Index các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ cần phải bọc thêm một cái dấu như thế này nữa. Đây. Thì như vậy thì nó sẽ hết lỗi nha. Mình nhấn Ctrl S rồi đấy. Ở đây thì chẳng hiểu sao mà nó vẫn đang warning rồi, nó hết warning rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, các bạn có thể thấy rằng là đây chính là những cái danh sách của người dùng, các bạn nhấn vào đây,
nó sẽ hiện lên tất cả người dùng nó giống hệt như dưới này nha các bạn. Thì đây chính là cái sức mạnh của thằng WeDuck nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là những cái component nó không hề liên quan gì tới nhau. Tuy nhiên rằng là nếu mà các bạn biết sử dụng nó, các bạn biết cách lấy ra ấy, thì nó cực kỳ tiện lợi. Thì việc mà chúng ta đang làm ở đây, đấy chính là nó sẽ giải quyết vấn đề này nha các bạn. Đây chính là nó sẽ show cho các bạn thấy cái ảnh này. Thì như vậy rằng là trong video này, mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện một tính năng cực kỳ ngầu và các bạn thấy được cái sức mạnh của thằng WeDuck nha. Trước khi kết thúc video này, mình sẽ review các file thay đổi. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây chúng ta chỉ sửa mình cái file header thôi. Chúng ta không cần phải sửa tất cả những component khác và chúng ta đã lấy được cái dữ liệu chung của thằng WeDuck rồi. Trước tiên thì mình đã import cái hook gọi là useSelector từ cái thư viện của chúng ta. Sau đấy thì mình đã lấy được cái list user từ trong cái con WeDuck của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là mình đã thêm một vài cái style cũng như là một vài cái tiêu đề để chúng ta có thể hiện thực hóa được cái vấn đề của chúng ta nha. Ngoài ra thì mình đã thêm một cái vòng lặp thì các bạn sẽ thấy là, thì các bạn sẽ lấy được list của tất cả người dùng. Thì trên đây chính là tất cả những cái file mình thay đổi trong video này. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có gì sự vướng mắc cũng như là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại, chứ comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.